Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 87. Cái nền Ngài đã đặt trên các núi thánh, Đức Giê-hô-va chuộng các cửa Si-ôn hơn những nơi ở của Gia-cốp. Ớ thành của Đức Chúa Trời đã được nói những sự vinh hiển về ngươi. Ta sẽ nói đến Ra-háp và Ba-bi-lôn là những người trong bọn quen biết ta. Kìa là Philistin và Ti-rơ với Ê-ti-ô-pi. Kẻ này đã sinh ra tại Si-ôn. Phải, người ta sẽ nói về Si-ôn rằng kẻ này và kẻ kia đã sinh ra tại đó. Chính đấng chí cao sẽ vững lập Si-ôn. Khi Đức Giê-hô-va biên các dân vào sổ thì Ngài sẽ kể rằng kẻ này đã sinh tại Si-ôn. Những kẻ hát sướng và những kẻ nhảy múa sẽ nói rằng các suối tôi đều ở trong ngươi. Chương 2. Hỏi anh em về phần tôi, khi tôi đến cùng anh em chẳng dùng lời cao xa hay là khôn sáng mà rao giảng cho anh em biết chứng cớ của Đức Chúa Trời. Vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Chính tôi đã ở giữa anh em bộ yếu đuối, sợ hãi, run rẩy lắm. Lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra thánh linh và quyền phép, hầu cho anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người, bèn là trên quyền phép Đức Chúa Trời. Do vậy, chúng tôi giảng sự khôn ngoan cho những kẻ trọn vẹn, song chẳng phải sự khôn ngoan thuộc về đời này, cũng không phải của các người cai quản đời này là kẻ sẽ bị hư mất. Chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời là sự mầu nhiệm kín dấu mà từ trước các đời Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh hiển chúng ta. Trong những người cai quản đời này, chẳng ai từng biết sự đó. Bởi chưng nếu đã biết thì họ chẳng đóng đinh Chúa vinh hiển trên cây thập tự đâu. Song lê như có chép rằng: ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài. Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta. Vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa. Và nếu không phải là thần linh trong lòng người, thì ai biết sự trong lòng người? Cũng một lẽ ấy, nếu không phải là Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì chẳng ai biết sự trong Đức Chúa Trời. Về phần chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian, nhưng đã nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu được hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời. Chúng ta nói về ơn đó không cậy lời nói mà sự khôn ngoan của loài người đã dạy đâu, song cậy sự khôn ngoan mà Đức Thánh Linh đã dạy, dùng tiếng thiêng liêng để giải bày sự thiêng liêng. Và người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bởi chứng người đó coi sự ấy như là sự dồ dại và không có thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng liêng. Nhưng người có tánh thiêng liêng xử đoán mọi sự, và chính mình không bị ai xử đoán. Vì ai đã biết ý Chúa đặng dạy dỗ Ngài? Nhưng phần chúng ta thì có ý của Đấng Christ. Chương 4. Sau khi Ê-hút đã qua đời, dân Israel lại làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phó chúng vào tay Gia-bin là vua Ca-na-an trị vì tại Hát-so. Quan thống lãnh đạo binh người là Sisera ở tại Haroset của dân ngoại bang. Vua Gia-bin có 900 xe sắt và trong 20 năm người hà hiếp dân Israel cách hung bạo, nên dân Israel kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va. Trong lúc đó, Deborah là nữ tiên tri, vợ của Lapidot, đoán xét dân Israel. Bà ở trên núi Ephraim giữa khoảng Rama và Bê-tên dưới cây chà là Deborah, và dân Israel lên đến cùng người
đặng nghe sự xét đoán. Bà sai gọi Barak, con trai Abinoam từ Kê-đe trong đất Nephtali, mà nói cùng người rằng: Jehovah Đức Chúa Trời của Israel đã truyền lệnh này: Hãy chọn đem theo ngươi 10,000 người trong con cháu Nephtali và trong con cháu Sabulon mà đi thẳng đến núi Thabo. Ta sẽ khiến Sisera là thống lãnh đạo binh vua Yabin đến cùng ngươi tại khe Kishon luôn với các xe cộ và cả quân lính của hắn. Ta sẽ phó hắn vào tay ngươi. Barak đáp rằng: Nếu bà đi với tôi thì tôi sẽ đi, nhưng nếu bà không đi với tôi sẽ không đi. Bà bèn đáp: Ừ phải, ta sẽ đi với ngươi, song sự vinh hiển của việc này sẽ chẳng về ngươi, vì Đức Giê-hô-va sẽ phó Sisera vào tay một người nữ. Vậy Deborah đứng dậy đi cùng Barak đến Kê-đe. Barak nhóm hiệp người Sabulon và người Nephtali tại Kê-đe, có 10,000 người đi theo sau người, và Deborah cũng đi lên với người. Vả Hebe người Kenit đã lìa khỏi dân Kenit là con cháu Hobab, anh em vợ của Môi-se, và đi dựng trại mình ở về cái dẻ bộp Sanaim gần bên Kê-đe. Người ta thuật cho Sisera hay rằng Barak, con trai của Abinoam, đã đi đến núi Thabo. Sisera bèn nhóm hiệp hết thảy xe cộ sắt mình là 900 cái bằng sắt và toàn quân binh vẫn ở với mình, từ Haroset về dân ngoại bang cho đến khe Kishon. Deborah nói cùng Barak rằng: Hãy đứng dậy, vì này là ngày Đức Giê-hô-va phó Sisera vào tay ngươi. Đức Giê-hô-va há chẳng đi đằng trước ngươi sao? Rồi Barak đi xuống núi Thabo, có 10,000 người theo sau. Đức Giê-hô-va dùng mũi gươm làm cho Sisera và hết thảy xe cộ cùng toàn quân lính người vỡ chạy trước mặt Barak. Sisera bèn xuống xe mình chạy bộ mà trốn. Barak đuổi theo xe cộ và đạo binh cho đến Haroset về dân ngoại bang. Cả đạo binh Sisera bị gươm giết, không còn lại một người. Sisera chạy bộ trốn đến trại Gia-ên vợ của Hebe người Kenit, vì Gia-bin vua Hát-so và nhà Hebe người Kenit hòa hảo với nhau. Gia-ên ra đón Sisera mà nói rằng: Hỡi chúa, xin hãy vào nơi nhà tôi chớ sợ chi. Vậy người vào trại nàng, và nàng lấy mền đắp người lại. Đoạn người nói cùng nàng rằng: Ta xin nàng cho ta chút nước uống vì ta khát. Nàng bèn mở bầu sữa ra cho người uống rồi trùm người lại. Người lại nói cùng nàng rằng: Hãy đứng nơi cửa trại, nếu có ai đến hỏi rằng ở đây có ai chăng thì hãy đáp chẳng có ai hết. Bây giờ người ngủ say vì mệt nhọc quá. Gia-ên vợ Hebe bèn lấy một cây nọc trại và tay nắm cây búa, nhẹ nhẹ đến bên người, lấy cây nọc đóng thủng màng tang người, thấu xuống đất và người chết đi. Barak đang còn rượt theo Sisera. Gia-ên bèn ra đón người mà nói rằng: Hãy đến, tôi sẽ chỉ cho ông thấy người mà ông đang tìm kiếm. Barak vào nhà nàng thấy Sisera nằm chết sải, có nọc đâm nơi màng tang. Trong ngày đó, Đức Chúa Trời khiến cho Gia-bin vua Canaan bị phục trước mặt dân Israel. Tay dân Israel càng ngày càng mạnh thắng Gia-bin vua Canaan, cho đến chừng chúng đã diệt người đi. Chương 5. Trong ngày ấy, Deborah hát bài ca này với Barak, con trai Abinoam: Khá ngợi khen Đức Giê-hô-va vì những quan trưởng đã cầm quyền quản trị trong Israel và bá tánh dân mình cách vui lòng. Hỡi các vua hãy nghe, hỡi các quan trưởng khá lắng tai. Ta sẽ hát cho Đức Giê-hô-va, ta sẽ hát ngợi khen Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của Israel. Hỡi Đức Giê-hô-va, khi Ngài ra từ Se-i-r, khi trải qua đồng bằng Ê-đôm thì đất rung, các tầng trời nhỏ giọt, đám mây sa nước xuống. Trước mặt Đức Giê-hô-va, núi bèn đổi ra dòng nước, tức núi Sinai kia ở trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Trong ngày Sam-ga con trai A-nát và nhằm lúc Gia-ên, các đường cái đều bị bỏ hoang, những hành khách nương theo các lối quanh quẹo.
trong Israel thiếu quan trưởng, cho đến chừng ta là Deborah trỗi dậy như một người mẹ trong Israel. Người ta đã chọn các thần mới, tức thì cơn giặc có tại trước cửa thành giữa 40.000 người Israel. Người ta chẳng thấy cái khiên, cũng chẳng thấy kỳ giáo. Lòng ta ái mộ các quan trưởng của Israel là những người trong dân sự dân mình cách vui lòng. Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hỡi các người cởi con lừa bạch, ngồi trên khảm đi bộ trên đường cái khá hát mừng. Cậy tiếng của lính cầm cung tại chung quanh bến uống nước. Người ta hãy kính khen việc công bình của Đức Giê-hô-va và cuộc quản trị công bình của Ngài tại nơi Israel. Bây giờ dân sự của Đức Giê-hô-va đi xuống cửa thành. Hỡi Deborah, khá tỉnh thức, tỉnh thức, hãy tỉnh thức, hát một bài ca. Hỡi Barak, khá trỗi dậy, hỡi con trai của Abinoam, hãy dẫn những phu tù người đi. Bây giờ, kẻ còn sót lại trong dân sự đều xuống, đến cùng các tráng sĩ đặng ra trận. Dân sự của Đức Giê-hô-va xuống đánh kẻ giỏng sĩ. Từ Ephraim đến những người có gốc nơi Amalek, sau ngươi có Benjamin là người ở giữa đoàn dân ngươi. Các quan trưởng đến từ Maki và những kẻ cầm cây phủ việc đến từ Sabulon. Các quan trưởng của Isaka đều theo Deborah. Isaka và Barak đồng một ý nhau. Người xông đại vào trũng gần các suối của Ruben. Có lắm điều nghị luận trong lòng. Nhân sao ngươi ở trong chuồng mà nghe tiếng kêu của những bầy chiên gần bên các suối Ruben, có lắm điều nghị luận trong lòng. Galaad cứ ở bên kia sông Giô-đanh, còn Đan sao ở lại trên các chiếc tàu. A-xe ngồi nơi mé biển an nghỉ trong các cửa biển mình. Sa-bu-lôn và Nep-ta-li là dân tộc liều mạng mình ở trên các nơi cao của đồng ruộng. Các vua đến chiến tranh, các vua Canaan chiến tranh tại Tha-a-nát, tại nước Megiddo, song chẳng cướp lấy được tiền bạc. Các tầng trời có dự vào chiến trận, những ngôi sao cứ theo đường mình mà đánh Sisera. Khe Kishon đã kéo trôi chúng nó, tức là khe Kishon đời xưa. Hỡi linh hồn ta, ngươi có dày đạp năng lực dưới chân. Bây giờ vó ngựa bèn dậm đất vì có những chiến sĩ sải chạy mau. Sứ giả của Đức Giê-hô-va phán, hãy rủa xả Mero, hãy rủa xả dân cư của nó, vì chúng nó không đến tiếp trợ Đức Giê-hô-va, không đến tiếp trợ Đức Giê-hô-va đánh các giỏng sĩ. Nguyện cho Gia-ên vợ Hê-be người Kê-nít được phước giữa các người đàn bà. Nguyện người được phước giữa các đàn bà ở trong trại. Sisera xin nước, nàng đem cho sữa. Nàng lấy chén kẻ sang trọng mà thết mở sữa cho. Một tay nàng nắm lấy cây nọc, còn tay hữu cầm cái búa của người thợ. Nàng đánh Sisera, bữa đầu hắn ra, đập bể đầu và đâm lũng màng tang. Hắn xỉu, té, nằm tại chân nàng. Hắn xỉu, té tại chân nàng. Và tại chỗ hắn xỉu, hắn té chết cứng. Mẹ của Sisera ở cửa sổ xem thấy, bèn kêu qua sông mặt võng mà rằng, vì sao xe con đến chậm trễ? Tại sao các xe con đi chậm giường ấy? Những kẻ khôn ngoan trong bọn hầu người trả lời, mà mẹ hắn cũng nói thầm rằng, chúng há chẳng tìm được của cướp sao? Họ há chẳng phải chia phân của đó ư? Một vài con gái cho mỗi người chiến sĩ, một của cướp bằng vải nhuộm về phần Sisera, một của cướp bằng vải nhuộm thêu, một cái áo vải nhuộm, hai cái áo vải thêu cho cổ của người thắng trận. Ôi Đức Giê-hô-va, nguyện hết thảy kẻ cừu địch Ngài đều hư mất như vậy. Nguyện những kẻ yêu mến Ngài được giống như mặt trời khi mọc lên rực rỡ. Đoạn xứ được hòa bình trong 40 năm. Chương 6. Dân Israel làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, nên Đức Giê-hô-va phó chúng vào tay dân Ma-đi-an trong 7 năm. Tay của người Ma-đi-an thắng hơn Israel. Vì sợ người Ma-đi-an nên dân Israel làm cho mình những nơi ẩn náu trong núi, trong các hầm và đồn. Khi Israel đã gieo giống, dân Ma-đi-an với dân Amalek và người phương đông đi lên đánh Israel, đóng trại đối ngang người, phá hại mùa màng của xứ cho đến Gaza và không để lại trong Israel lương thực gì
hoặc chiên, bò hay là lừa, vì chúng nó đi lên, đem theo bầy súc vật và trại mình, loáng đến khác nào một đám cào cào. Người và lạc đà vô số đến trong xứ đặng phá hại. Vậy, vì cớ dân Madian, Israel bị nghèo khổ bẩn chật, nên họ kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va. Bây giờ, vì dân Israel đã kêu cầu Đức Giê-hô-va về việc dân Madian, nên Đức Giê-hô-va sai một đấng tiên tri đến cùng dân Israel. Người nói cùng chúng rằng, Giê-hô-va Đức Chúa Trời Israel phán như vậy: Ta đã đem các ngươi lên khỏi xứ Ai Cập, rút các ngươi khỏi nhà nô lệ, giải cứu các ngươi khỏi tay người Ai Cập và khỏi tay hết thảy kẻ hà hiếp các ngươi, và đuổi chúng nó khỏi trước mặt các ngươi. Ta đã ban cho các ngươi xứ của chúng nó và có phán rằng: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, chớ sợ các thần của dân Amorít tại trong xứ mà các ngươi ở. Nhưng các ngươi nào có nghe tiếng ta? Đoạn, thiên sứ của Đức Giê-hô-va đến ngồi dưới cây thông Ophra thuộc về Giô-ách, người Abi-e-se-rít. Gideon, con trai người, đang đập lúa mạch trong bàn ép đặng giấu khỏi dân Madian. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người mà rằng: Hỡi người dõng sĩ, Đức Giê-hô-va ở cùng ngươi. Gideon thưa rằng: Ôi Chúa, nếu Đức Giê-hô-va ở cùng chúng tôi, sao các điều này xảy đến cho chúng tôi? Các phép lạ kia ở đâu mà tổ phụ chúng tôi đã thuật lại rằng Đức Giê-hô-va há chẳng có đem chúng ta ra khỏi xứ Ai Cập sao? Vì bây giờ Đức Giê-hô-va từ bỏ chúng tôi và phó chúng tôi vào tay dân Madian. Đức Giê-hô-va xây lại cùng người mà phán rằng: Hãy dùng sức của ngươi vẫn có mà đi giải cứu Israel khỏi tay dân Madian. Ta há chẳng sai ngươi đi sao? Người thưa rằng: Than ôi, hỡi Chúa, tôi sẽ lấy chi giải cứu Israel? Kìa, trong chi phái Manasse, họ tôi vốn nghèo hơn hết, còn tôi là nhỏ hơn hết trong nhà cha tôi. Đức Giê-hô-va phán rằng: Ta sẽ ở cùng ngươi, và ngươi sẽ đánh bại dân Madian như đánh một người vậy. Gideon thưa lại rằng: Nếu tôi được ơn trước mặt Chúa, xin ban cho tôi một dấu rằng chính Chúa phán cùng tôi. Xin chớ gian khỏi đây cho đến khi tôi trở lại cùng Ngài, đem của lễ tôi để trước mặt Ngài. Ngài đáp: Ta sẽ ở đây cho đến khi ngươi trở lại. Gideon bèn đi vô, dọn sẵn một con dê con, lấy một ê pha bột, làm những bánh nhỏ không men. Người để thịt trong rổ, đổ nước thịt vào nồi, rồi đem ra dâng các món ấy cho Ngài ở dưới cây thông. Thiên sứ của Đức Chúa Trời phán rằng: Hãy lấy thịt và bánh nhỏ không men để trên hòn đá này, rồi đổ nước thịt ra. Gideon bèn làm như vậy. Bây giờ, thiên sứ của Đức Giê-hô-va giơ đầu gậy Ngài đang cầm nơi tay mình ra, đụng đến thịt và bánh nhỏ không men. Lửa từ hòn đá bốc lên, thiêu hóa thịt và bánh nhỏ không men. Đoạn thiên sứ của Đức Giê-hô-va biến đi khỏi mắt người. Gideon thấy rằng ấy là thiên sứ của Đức Giê-hô-va, bèn la rằng: Ôi Chúa Giê-hô-va, khốn nạn cho tôi, vì tôi thấy đối diện thiên sứ của Đức Giê-hô-va. Nhưng Đức Giê-hô-va phán cùng người rằng: Khá yên lòng, chớ sợ chi, ngươi sẽ không chết đâu. Gideon bèn lập tại đó một cái bàn thờ cho Đức Giê-hô-va và đặt tên là Giê-hô-va Sa-lam. Tại Ophra, thành của người Abi-e-se-rít, cái bàn thờ ấy vẫn còn lại đến ngày nay. Trong cũng một đêm ấy, Đức Giê-hô-va phán cùng Gideon rằng: Hãy bắt con bò đực tơ của cha ngươi và một con bò đực thứ nhì 7 tuổi, rồi phá dỡ bàn thờ thần Ba Anh tại nhà cha ngươi và đánh hạ hình tượng Asera ở trên đó. Đoạn, tại nơi chót hòn đá này, ngươi sẽ lập một bàn thờ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi và sắp đặt mọi việc. Rồi hãy bắt con bò đực thứ nhì, dâng làm của lễ thiêu với gỗ hình tượng Asera mà ngươi đã đánh hạ. Gideon chọn lấy 10 người trong bọn đầy tớ mình và làm theo điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn. Và vì người sợ nhà cha mình cùng kẻ trong thành, nên không dám làm theo lệnh ấy ban ngày, bèn làm ban đêm. Sớm mai, khi dân trong thành thức dậy,
thấy bàn thờ của thần Ba Anh đã bị phá dỡ, hình tượng Asera ở trên bị đánh hạ, và con bò đực thứ nhì đã dâng làm của lễ thiêu trên bàn thờ mới lập đó. Chúng hỏi nhau rằng, ai làm điều đó? Đoạn hỏi thăm và tra xét. Có người nói cùng chúng nó rằng, ấy là Gideon, con trai Joash đã làm điều đó. Dân trong thành bèn nói cùng Joash rằng, hãy biểu con ngươi ra, nó phải chết, vì nó đã phá dỡ bàn thờ thần Ba Anh và đánh hạ hình tượng Asera ở trên. Joash đáp với những kẻ giới nghịch cùng mình rằng, các ngươi há có ý binh vực Ba Anh sao? Há có phải các ngươi muốn tiếp cứu nó ư? Ai theo phe Ba Anh sẽ bị xử tử kể từ sáng ngày nay. Nếu hắn là chúa thì chính hắn hãy tranh luận lấy chứ, bởi vì người ta đã phá dỡ bàn thờ của hắn. Vậy, trong ngày đó, người ta gọi Gideon là Jerubba-an mà rằng, Ba-an phải tranh luận cùng người, vì Gideon có phá dỡ bàn thờ của hắn. Hết thảy dân Madian, dân Amalek và người phương Đông đều hiệp lại đi ngang qua sông Jordan và đóng trại tại trũng Gidreen. Thần của Đức Giê-hô-va cảm hóa Gideon, người thổi kèn, các người Abiezerit bèn hiệp lại đặng theo người. Người cũng sai sứ giả đi khắp Manasse, người Manasse bèn nhóm hiệp đặng đi theo người. Đoạn, người sai sứ giả đến chi phái Ase, Sabulon và Nephtali, họ cũng đi lên mà hiệp với người nữa. Gideon thưa cùng Đức Chúa Trời rằng, nếu Chúa muốn dùng tay tôi giải cứu Israel y như lời Chúa đã phán, thì tôi sẽ để một lốt chiên trong sân đạp lúa. Nếu sương chỉ đóng trên lốt chiên, còn đất lại khô ráo, thì tôi sẽ nhận biết Chúa dùng tay tôi giải cứu Israel y như Chúa đã hứa vậy. Việc bèn xảy ra như vậy. Ngày mai, Gideon dậy sớm, ép vắt lốt chiên, thì sương chảy ra đầy một chén nước. Gideon lại thưa cùng Đức Chúa Trời rằng, xin cơn thành nộ Chúa chớ nổi phần cùng tôi chỉ sẽ nói lần này thôi. Xin Chúa để tôi làm thử với lốt chiên chỉ một lần này mà thôi. Xin cho một mình lốt chiên phải khô, còn sương lại đóng khắp trên đất. Trong đêm đó, Đức Chúa Trời bèn làm như vậy. Chỉ một mình lốt chiên thì khô, còn khắp trên đất lại bị sương phủ. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Quýt thanh tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Quýt. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.